Ai muốn chữa mất gốc tiếng Nhật thì hãy lưu ngay sau đây clip tiếng Nhật này nhá. Học tiếng Nhật 2 năm nhưng các bạn đã nhớ hết tất cả các cách sử dụng của 14 trợ từ ở trong tiếng Nhật chưa? Những trợ từ căn bản nhá. Và sau đây clip này hãy cùng mình lấy lại gốc bằng cách ôn lại tất cả các cách sử dụng của những trợ từ này nhá. Thực ra nếu chúng ta gọi luôn là trợ từ thì nó sẽ không đúng với ngữ pháp tiếng Nhật đâu mọi người ạ. Mà trong tiếng Nhật thì người ta sẽ gọi những cái gần với trợ từ theo hai cách gọi. Một là kakujoshi và hai là koditateshi. Tuy nhiên thì gọi là người học với nhau chúng ta thì cũng có thể nói đơn giản là trợ từ cho nó dễ hiểu nhá. Nhưng mình đính chính lại một chút như vậy để các bạn sẽ có cái nhìn chính xác về ngữ pháp tiếng Nhật nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại 8 cách sử dụng của trợ từ nhị ở trong tiếng Nhật. Số 1 là nó sẽ đi với đối tượng của hành vi, động tác hoặc là đối tượng hướng tới của một thái độ nào đó. Ví dụ nha, sensei ga watashi ni hon wo kudasai mashita, là thầy tặng cho tôi cuốn sách, tức là đối tượng cái cuốn sách, đối tượng cái việc tặng cuốn sách là tôi đúng không nào? Watashi ni, ok. Hay là watashi wa tomodachi ni nihongo wo oshiete agemashita, tôi đã dạy tiếng Nhật cho bạn. Hướng tới của cái hành động dạy tiếng Nhật là bạn đúng không? Tomodachi ni, ok chưa? Hay là watashi wa sensei ni shitsumon shimashita, mình đặt câu hỏi cho ai nhỉ? Đối tượng hướng tới của cái việc đặt câu hỏi đấy là thầy giáo, sensei ni. Hoặc là đối tượng hướng tới của một thái độ nào nha. Ví dụ như sau này, chichioya wa imoto ni amai desu, là bố tôi chiều em gái. Tức là thái độ của bố tôi là chiều, và đối tượng của cái sự chiều đấy là gì nhỉ? Là em gái tôi thì giá imoto ni. Ok. Số 2 sẽ là thể hiện địa điểm tồn tại và đi với trong câu mà nó có động từ là imasu và arimasu. Dễ rồi, ví dụ niwa ni inu ga imasu, là trong vườn có con chó, đúng không nào? Hay là arimasu nhá, watashi no heya ni ookii beddo ga arimasu, trong phòng của tôi có cái giường rất to. Ok. Tiếp tục, số 3 sẽ là thể hiện địa điểm đến của một di chuyển nào đó. Ví dụ sanji ni eki ni tsuita, trong trường hợp này sẽ là eki ni tsuita nhá, mình chú ý ở đấy. Còn sanji ni là thời gian, mình sẽ nói sau nhá. Eki ni tsuita là cái việc đến, đúng không? Đến cái gì nhỉ? Cái địa điểm đến sẽ là eki ni. Hay là Kyoto ni itte mitai desu, là tôi muốn thử đến đâu, đến Kyoto, đúng không nào? Bình thường trong trường hợp này với những cái động từ như là iku, kuru, kaeru, mukau chẳng hạn thì các bạn sẽ thường dùng là e, là thể hiện cái địa điểm đến của di chuyển, đúng không? Thì với những cái động từ này các bạn hoàn toàn có thể thay bằng ni như cái câu ví dụ vừa rồi nhá. Hay là tiếp tục, kore wo gomibako ni tsutete kudasai, là hãy vứt cái này vào thùng rác. Địa điểm đến của cái hành động vứt này là gì nhỉ? Là thùng rác, đúng không nào? Gomibako ni. Hoặc thêm ví dụ nha, tsukue no ue ni hana wo kazarimashita, là tôi trang trí cái gì nhỉ? Trang trí hoa và lên trên bàn, thì cũng là địa điểm đến của cái hành động trang trí đấy là lên trên bàn. Ok chưa? Rồi, đó là ba cách sử dụng của nhị. Tiếp theo sẽ là thể hiện kết quả của một thay đổi nào đó mọi người nha. Thay đổi ví dụ như nhá, yakyu no senshu ni naritai desu, tôi muốn trở thành một gì nhỉ? Một cầu thủ bóng đá, thì cái kết quả của cái hành động trở thành đấy nó sẽ là gì nhỉ? Yakyu no senshu ni, cách dùng như vậy nha mọi người nhá. Hay là một ví dụ khác, ame ga yuki ni kawarimashita, là gì nhỉ? Là mưa nó đã thay đổi, đã chuyển thành gì nhỉ? Thành tuyết. Thì cái kết quả của cái việc thay đổi đấy nó cũng là gì nhỉ? Yuki ni. Ok, các bạn rõ cách dùng chưa? Dễ đúng không? Mọi người nhớ tao đấy. Tiếp theo sẽ là cách dùng căn bản của căn bản rồi, đó là nó sẽ đi với cả một danh từ thể hiện thời gian, đúng không nào? Ví dụ như là 2011年 ni ookina jishin ga arimashita, vào năm 2011 thì đã xảy ra một trận động đất rất là lớn. Hay là ashita shichiji ni aimashou, là gì nhỉ? Ngày mai chúng ta gặp nhau lúc 7 giờ nhá. Đó, thì có một lưu ý trong cách sử dụng này, đó là với những cái danh từ chỉ thời gian như là ashita, kyou, kino, senshu, gonshu, senjitsu, hay là gì nhỉ? Sengetsu, kotoshi, raigetsu, vân vân. Tức là những cái danh từ chỉ thời gian mà nó không phải là rõ ràng về giờ, về phút như vậy thì các bạn có thể không cần thêm nhị nhá. Đấy, và tiếp theo sẽ là nhị mà thường dùng ở trong những cái câu ở trong những cái câu mà thể bị động hay là thể câu thể sai khiến, các bạn có nhớ không? Ví dụ như là sensei ni shikaraemashita, là tôi bị thầy giáo mắng, đúng không nào? Tức là trong cái câu bị động, đúng không? Cái chủ thể của cái hành động đấy là gì đây nhỉ? Sensei ni, ở trên nào? Tôi bị thầy giáo mắng nhá. Hoặc là một ví dụ với câu sai khiến này,
母は私にピアノを習わせました. Đó là ở mẹ bắt tôi chơi piano. Ok, đó là 6 cách dùng. Tiếp tục chúng ta sang cách dùng số 7 của trợ từ nhị nhá. Đó là nó sẽ dùng trong những cái câu mà nó có ý so sánh này, hoặc là mang ý nghĩa là cái này hợp hay là không hợp với cái kia, cái này tốt hay là xấu với cái kia. Đó, ví dụ như là この服は私に似合いません. Là gì nhỉ? Cái bộ quần áo này nó không hợp với tôi. Nó sẽ đi với cái động từ là 似合う, là mang ý nghĩa là ở hợp hay không hợp đấy. 私に似合いません. Hay là 兄は父に似ています. Là câu mang nghĩa so sánh đúng không? Anh trai thì rất là trông giống, rất là giống bố. Ok, 父に似ています. Hoặc là tiếp một câu ví dụ với tốt xấu nhé mọi người nhá. Ví dụ như là お酒の飲みすぎは体に良くない. Đó sẽ là gì nhỉ? 体に良くないです. Ok chưa? Uống quá nhiều rượu thì sẽ không tốt cho cơ thể nhá. Và chúng ta cùng nhau đi đến cách sử dụng cuối cùng của nhị ở trong chương trình sơ cấp này nhá. Đó là nó sẽ thể hiện mục đích của hành động. Các bạn có nhớ cái này không? Ví dụ nhá. スーパーへ牛乳を買いに行きます. Là tôi đi đến siêu thị để, đúng không nào? Để mua, mua sữa, thì đấy là mục đích của hành động. Hoặc là một ví dụ khác như là この道具はお菓子を作るのに使うものです. Là cái dụng cụ này là cái dùng để, đúng không nào? Là cái được sử dụng để tạo ra hay là làm bánh kẹo nhá. Và cuối cùng chỗ này một cái nhỏ xíu thôi, mình không muốn là phân ra mà nó dùng đơn giản thôi. Đó là các bạn có nhớ trong những cái cách, những cái câu mà nó thể hiện cái sự lựa chọn không? Ừ thì người ta cũng dùng nhị như thế này. Thì đây một cách mình gọi là mở ngoặc thêm nhá. Ví dụ như là mình đi gọi món đúng không? Watashi kare ni shimasu. Tôi thì tôi chọn món kari. Ok, đó là 8,5 cách sử dụng của trợ từ nhị ở trong sơ cấp. Các bạn nhớ lưu vào nhé. Và chúng ta cùng nhau đi đến trợ từ số 2. Tiếp theo sẽ là trợ từ ka. Với trợ từ này chúng ta sẽ chỉ có hai cách sử dụng thôi nha. Một đó là đứng sau chủ ngữ, là cái chủ thể của một trạng thái hay hành động nào đó. Ví dụ sakura ga saita, hoa anh đào đã nở. Hay là umi ga kirei desu, biển đẹp quá, đúng không nào? Hay là kore ga ramen desu, là đây là món mì ramen của Nhật Bản, đúng không? Ok, đó là cách sử dụng đầu tiên. Còn lại cách sử dụng số 2 thì nó sẽ là đứng sau những đối tượng mà thường dùng ở trong những cái câu mà bày tỏ cái nguyện vọng này, cái cảm xúc, hay là một cái gọi là sở hữu, hay là cái khả năng của người nói nhá. Ví dụ như sau, nào cảm xúc đi, hay là nguyện vọng đi. Watashi wa okane ga hoshii desu, là tôi muốn có tiền, đó thì là okane ga hoshii desu, đúng không nào? Hay là tiếp này cũng là nguyện vọng, cũng là mong muốn đi. Mizu ga nomitai desu, đúng không? Mizu ga nomitai desu. Hay là cảm xúc nào? Kohi ga suki desu, đúng không? Tôi rất là thích cà phê. Đó, hay là tiếp nhá. Thể hiện cái năng lực đi. Betonamu go ga dekimasu, Nihongo ga dekimasu. Hay là thể hiện cái sở hữu này. Kuruma ga arimasen. Đó, thì tóm gọn là ga sẽ có hai cách dùng như vậy nhá. Một đó là đứng sau cái chủ thể của hành động hay trạng thái nào đó, và hai là đứng sau những cái chủ thể mà thể hiện những cái câu như là nguyện vọng, sở hữu, mong muốn, ước muốn, năng lực vân vân. Ok, hay tiếp tục chúng ta sang trợ từ số 3 nhá. Đó là trợ từ ô. Trợ từ ô cũng chỉ có hai cách sử dụng. Một căn bản nhất đó là nó thể hiện đối tượng của một hành động căn bản nào đó. Mado akete kudasai, là hãy mở cửa ra. Hay là Nihongo benkyou shite imasu, tôi đang học tiếng Nhật. Đó, đơn giản như vậy, đó là thể hiện cái đối tượng của hành động của một cái chủ thể nào đó nhá. Tiếp theo cách sử dụng số 2 nó sẽ hơi đặc biệt một chút, đó là nó sẽ dùng ở trong những cái câu mà nó có động từ thể hiện sự di chuyển. Và lúc này cái trợ từ ô nó sẽ đứng sau những cái danh từ mà thể hiện cái lộ trình này hay là cái địa điểm xuất phát của chúng ta nhá. Ví dụ như là michi o watadimasu, tôi đi qua đường, sẽ là michi o watadimasu nè. Hay là tôi muốn bay lên trời, soda o tobitai desu, đúng không? Mình bay lên trời, tức là mình bay ở bầu trời ấy nhá, tức là cái hành trình, cái không gian di chuyển của cái động từ đó nhá. Hay là gakko no ground o hashitte imasu, tức là mình đi chạy quanh gì nhỉ, chạy quanh gì đó, sân vận động của trường học. Đó thì đều sẽ là những cái động từ mà thể hiện sự di chuyển như vậy nhá. Thì cái địa điểm, cái không gian nó đi với cái động từ di chuyển đấy thì chúng ta sẽ đi với ô đặc biệt như vậy nhá. Cũng là trong cái cách sử dụng này, cũng là
hơi gần một chút với cái sự di chuyển đấy thì không hẳn là di chuyển mà nó sẽ dùng trong những câu mà thể hiện cái sự xuất phát này, hay là trong những cái câu mà gì nhỉ, chúng ta thể hiện cái trạng thái là mình vắng mặt hay có mặt này, hay là mình rời khỏi cái địa điểm đấy. Ví dụ rời khỏi địa điểm đấy nhá, ví dụ như là 今年大学を卒業しました. Mình tốt nghiệp ra khỏi cái trường đại học đấy đúng không? Sẽ là 大学を卒業しました. Hay là ví dụ như là vắng mặt hay có mặt đi. Ví dụ 今日は学校休みます. Hôm nay tôi sẽ nghỉ học nhá. Đó thì cũng là cái trường học đúng không? Trường học là một địa điểm nhưng mà nó sẽ đi với động từ mà thể hiện sự vắng mặt là 学校を休みます. Ok chưa nào? Hay là mình đi ra khỏi nhà đi. 3時に家を出ました. Đó thì là tôi đi ra khỏi nhà lúc 3 giờ. Thì cũng là cái nhà sẽ là cái nơi mà mình rời xa đúng không? Mình đi khỏi thì mình sẽ đi với ô như vậy. Đó là hai cách sử dụng của trợ từ ô ở trong cơ bản nhá. Tiếp theo sẽ là 6 hay 7 gì đấy cách sử dụng của trợ từ đệ mọi người nhá. Thì các bạn đếm lại cho mình nhá. Đầu tiên đơn giản nhất rồi, đó là thể hiện địa điểm mà chúng ta thực hiện một hành động hoặc một động tác nào đó. Ví dụ スーパーで牛乳を買ってきてください. Là anh hãy đi mua gì nhỉ? Hãy mua sữa ở super, ở siêu thị đi. Thì lúc này, chỗ này là cái siêu thị đấy, nó sẽ là cái nơi mà thực hiện cái hành động mình mua sữa đúng không nào? Hay là ví dụ コンビニで働いています. Tôi đang làm việc ở combini, ở cửa hàng tiện lợi nhá. Hoặc là trong cái câu các bạn có nhớ không? Đây một cái đặc biệt ở trong cái sơ cấp, đó là đi với động từ arimasu, nhưng mà không phải là đi với nhị ở cái địa điểm nữa, mà trong cái câu như sau này. Ashita Kyoto de omatsuri ga arimasu. Tức là chỗ này lúc này cái arimasu nó không phải là thể hiện cái sự tồn tại nữa, mà nó thể hiện cái hành động đúng không? Một cái sự kiện gì đó diễn ra nhá, là ngày mai ở Kyoto sẽ có diễn ra lễ hội, thì lúc này chúng ta cũng sẽ đi với là Kyoto, à là de đúng không mọi người nhá. Ok, đấy cách sử dụng đầu tiên. Cách sử dụng số 2 đó là nó sẽ thể hiện cái phương thức hoặc là một cái dụng cụ hay một cái nguyên liệu để thực hiện một cái việc gì đó. Ví dụ, tôi đi đến trường bằng tàu điện, các bạn sẽ nói như nào nhỉ? Gakkou made densha de kayotte imasu. Tôi đi đến trường bằng tàu điện đúng không nào? Đó là cái phương tiện nhá, phương tiện. Hay là ví dụ Vietnam kara Nihon made hikouki de nanjikan kakarimasu ka? Là gì nhỉ? Đi từ Việt Nam đến Nhật Bản mà đi bằng máy bay thì hết bao nhiêu tiếng nhở? Đó thì cũng là thể hiện cái phương tiện đúng không nào? Hay là mà genkin ga nai no de kado de haraimasu, là cách thức đúng không nào? Tôi không có tiền mặt thế nên là tôi sẽ thanh toán bằng thẻ, thì lúc này nó sẽ thể hiện cái cách thức thực hiện một hành động nào đó nhá. Hoặc là Nihongo de hapyou shite kudasai, là hãy phát biểu bằng tiếng Nhật đi, cũng là một cái cách thức đúng không nào? Ok, thì đó là cách sử dụng tiếp theo của trợ từ đệ. Rồi, mình đi tiếp nhá. Tiếp theo là nó sẽ thể hiện một cái phạm vi hoặc là một cái giới hạn nào đó này. Giới hạn của một cái hành động hay là một cái trạng thái gì đó nhá. Ví dụ như là Nihon dewa desu ne. Nihon dewa 7gatsu to 8gatsu ga ichiban atsui desu. Là ở Nhật Bản. Chỗ này các bạn thêm wa, nhưng mà các bạn tập trung vào cho mình cái chữ đệ nhá. Là ở Nhật Bản, thì trên cái phạm vi đất nước Nhật Bản đấy thì gì nhờ, tháng 7 và tháng 8 là nóng nhất chẳng hạn. Đó, hay là một câu đơn giản hơn chúng ta gặp rất là nhiều này. Ví dụ như là Dung sao wa kurasu de. Ok, kurasu de ichiban se ga takai desu. Là bạn Dũng thì ở trong lớp, tức là trong một cái phạm vi lớp học á, thì bạn Dũng là cao nhất rồi. Ok, hay là tiếp tục nữa. Ok. Nhá, ví dụ như là この英語コースは30分で1コマです. Là cái khóa tiếng Anh này thì một tiết học nó sẽ rơi vào trong là khoảng thời gian là gì nhỉ? 90 phút, thì đây nó thể hiện cái phạm vi nào đó nha. Ok chưa nào mọi người? Thì đó sẽ là cách sử dụng của trợ từ đệ ở trong cái ý nghĩa là thể hiện một cái phạm vi của một trạng thái, một hành động. Ok. Hãy tiếp tục, mình sẽ đi với cách sử dụng tiếp theo của đệ, đó là nó sẽ thể hiện nguyên nhân nhé mọi người nha. Nguyên nhân thì hình như trong một clip mà nói về nguyên nhân mình đã nói rồi đúng không nào? Ví dụ như là Taifu de densha ga tomarimashita, là vì bão thế nên là tàu nó bị dừng. Ok chưa? Hay là Byouki de nakunarimashita, là đã mất, ai đó đã mất hay mình đã mất hay ai đó đã mất đi. Đã mất do gì nhỉ? Do bệnh. Thì đó là nó sẽ đi với cái danh từ, và cái chỗ này de nó sẽ đưa thành một cái cụm là thể hiện cái nguyên nhân của một cái trạng thái hay một cái việc gì đó nhá. Tiếp theo đệ nó sẽ đi với những danh từ chỉ trạng thái mọi người nhá. Trạng thái nghe nó khó hiểu không, nhưng mà ví dụ thì dễ hiểu luôn này. Ví dụ ここに参加でで入ってはいけません, là bạn sẽ không được đi vào đây.
mà đi cả gì nhỉ, đi cả dép vào, thì cái trạng thái mà mình đeo dép ấy, trạng thái với cái đôi dép đấy thì mình sẽ, nó sẽ là ý nghĩa của cái cách dùng này mọi người nhá. Hoặc là một ví dụ nữa cho dễ hiểu nhá, ví dụ như là onsen ni wa hadaka de haeru mono desu, là khi mà đi vào suối nước nóng thì chúng ta sẽ phải vào bằng gì nhỉ, chúng ta sẽ vào bằng cái trạng thái đó, thì cái trạng thái nhá, là trạng thái khỏa thân hadaka nhé. Đấy, tiếp theo de sẽ dùng trong cái câu mà nó sẽ thể hiện cái số lượng của người để thực hiện một cái động tác hay hành động nào đó. Ví dụ như là itsumo hitori de ban gohan wo tabete imasu, lúc nào tôi cũng ăn cơm chỉ có một mình thôi, tức là ăn có một mình, tức là hitori de, ok. Hay là minna de eiga wo mini ikimashou, là gì nhỉ, mọi người hãy cùng nhau đi xem phim đi, thể hiện cái số lượng người thực hiện hành động đấy, đúng không, minna de. Hoặc là một ví dụ cũng gần với nó này, ví dụ như là kodomo ga jibun de kutsu o hakeru you ni narimashita, là con tôi nó đã có thể tự mình nhá, tự một mình bản thân nó đi giày được rồi. Đó, thì đấy là những cái cách sử dụng mà thể hiện cái số lượng người mà tham gia thực hiện cái hành động đấy. Ok. Và cách sử dụng cuối cùng của trợ từ đệ đó là dùng trong những cái câu mà thể hiện cái thời gian này hoặc là số tiền cần thiết để thực hiện một cái việc gì đó nhá. Ví dụ như là koko kara eki made 10分 kurai de tsukimasu, là gì nhỉ? Từ đây đến nhà ga thì sẽ mất khoảng chừng là 10 phút. Thì tức là 10分 kurai de, các bạn thấy trợ từ đệ ở đây đúng không nào? Nó sẽ thể hiện cái thời gian để mình thực hiện một cái hành động gì đó nhá. Hay là ví dụ như là 1年 de Nihongo ga hanaseru you ni narimashita, trong vòng 1 năm, đúng không? Hay là sau 1 năm thì tôi đã có thể nói được tiếng Nhật. Ok chưa nào? Hoặc là ví dụ với tiền nhá. Kono ie wo 800 man de kaimashita, là tôi đã mua cái căn nhà này với giá là 800 man yên. Ok. Thì đó sẽ là cái cách sử dụng mà trợ từ de đi với một cái khoảng thời gian hoặc là một cái số tiền cần thiết để làm một cái việc gì đó. Có một lưu ý nhỏ nhá. Trong cái câu mà nó cũng đi với tiền mà hay đi với động từ kakarimasu ấy, thì các bạn sẽ không dùng với cái de này mọi người nhá. Ok chưa? Đó, thì đó là toàn bộ 7 cách sử dụng của trợ từ de ở trong sơ cấp. Tiếp theo sẽ là trợ từ tô. Trong cái trường hợp này thì chỉ có 3 cách sử dụng thôi. Đầu tiên nó sẽ là thể hiện cái đối tượng của hành động hay hành vi nào đó. Và thường thì lúc này thì tức là nó sẽ đi với một cái danh từ mà gọi là mình cùng nhau làm, hoặc là một cái danh từ mà nó đối ngược với mình nha. Nói thế, nói lý thuyết thì nghe phải hơi khó hiểu đúng không? Các bạn đi vào ví dụ nhá. Ví dụ luôn nhá. Ví dụ nhá, Yamada-san to Tanaka-san ga kenka shite imasu, là anh Yamada và anh Tanaka đang cãi nhau. Thế thì là nó đi với tốt là nối giữa và đúng không? Nối giữa hai người với nhau như vậy. Ok chưa? Hay là một ví dụ khác như là gì nhỉ? Mori-san wa kyonen Vietnam-jin to kekkon shita sou desu, là nghe nói rằng anh Mori thì năm ngoái đã kết hôn với. Đó sẽ là cái đối tượng để mình cùng nhau làm cái động tác đấy nhá. Kết hôn với người Việt Nam. Đó nhá. Hay là kino tomodachi to eiga wo mimashita, là mình đã đi xem phim cùng với bạn ngày hôm qua. Ví dụ đầu tiên đơn giản quá rồi, cách dùng đầu tiên dễ quá rồi đúng không? Là cùng với bà nhá. Cách sử dụng số 2 của to ở trong chương trình sơ cấp mà chúng ta có thể gặp đó là nó sẽ đứng sau một cái trích dẫn nào đó nhá, trích dẫn lại một cái lời nói hay là một cái thông tin mà mình nghe được từ đâu đó. Ví dụ như là terebi de ashita wa ame ga furu to itte imashita yo, là gì nhỉ, là ở trên TV thì người ta nói rằng là mai trời sẽ mưa, thì sẽ là trích dẫn lại một cái thông tin mà mình nghe được đúng không nào. Ashita wa ame ga furu to itte imashita, ok chưa nào. Hay là trong cái câu mà to omoimasu, vân vân như vậy nhá. Và cách sử dụng còn lại của to đó là nó sẽ thể hiện đối tượng của sự khác biệt. Ôi dồi ôi, nghe nó cũng vẻ hơi bị khó hiểu đúng không? Ví dụ như là sono kabang watashi no to onaji desu ne. Cái cặp kia thì nó cái túi kia đúng không? Nó giống với túi của tôi nhỉ? Tức là thể hiện cái đối tượng của sự khác biệt trong cái câu mà so sánh đấy, đúng không nào? Watashi no to onaji desu ne. Hoặc là một ví dụ khác như là chūmon shita mono to chigau mono ga todokimashita, là một cái món mà nó khác với nhá, nó khác với đối tượng của việc so sánh giống và khác đúng không? Khác với cái mà tôi đã gọi thì nó đã được mang đến nhá. Đó là 3 cách sử dụng của to ở trong sơ cấp nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cặp bài trùng ở trong sơ cấp, đó là nani nani kara nani nani made.
Đầu tiên chúng ta thấy có cà đà chẳng hạn, đúng không? Sẽ là biểu thị cái thời điểm bắt đầu của một thời gian này, hay là cái không gian bắt đầu, hay là một cái bắt đầu của một cái phạm vi nào đó. Còn ma đệ thì sẽ là cái chiều ngược lại thôi, đó là biểu hiện cái kết thúc của thời gian, không gian hay phạm vi nhá. Hay ví dụ như là arubaito wa rokuji kara desu, là việc làm thêm thì bắt đầu từ 6 giờ. Hay là rainen kara shakaijin desu, là từ năm sau tôi sẽ gọi là bắt đầu trở thành người đi làm, người ngoài xã hội. Ok chưa nào? Hay là với ma đệ nhá, ví dụ như là lên taxi và nói chuyện với ông, bảo ông nhờ taxi là gì nhỉ? Tokyo eki made onegai shimasu, là tôi nhờ bác là đưa tôi đến, hay cho tôi đến đâu nhỉ? Đến ga Tokyo chẳng hạn. Đó thì cũng là nói về cái địa điểm đến như vậy nhá mọi người nhá. Thế còn trong cái câu mà chúng ta cũng nói rất là nhiều rồi, thành một cặp đi. Ví dụ như là kyō wa sanji kara goji made benkyō shimashita, là ngày hôm nay thì tôi đã học bài từ 3 giờ đến 5 giờ nhá. Trong cái cách sử dụng này thì mình có một cái lưu ý nhỏ, đó là với cái kara mọi người thì nó cũng còn được sử dụng ở trong những cái câu mà thể hiện cái nguyên liệu mà làm ra một cái gì đó nhá. Ví dụ như là Nihonshu wa kome kara tsukuraremasu, là cái rượu Nhật Bản đó, thì nó được làm từ gạo. Đó thì là thể hiện cái nguyên liệu mình làm cái gì đó nhá. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến trợ từ e. Thì thực ra trong trợ từ e mọi người ạ, trong sơ cấp thì nó chỉ có một cách sử dụng thôi, đó là nó sẽ thể hiện cái hướng di chuyển hoặc là cái đích đến của hành động nhá. Ví dụ như là minami no ho e mukaimasu, là mình đi về hướng nam, đúng không nào? Hay là gakko e itekimasu, là đi đến trường học. Đó nhá, thì đơn giản e chỉ có một cách sử dụng như vậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi sang cách sử dụng với trợ từ made ni nhá mọi người nhá. Made ni thì đây là cách sử dụng mà nó sẽ thể hiện cái giới hạn hay là cái hạn chót về mặt thời gian của một việc gì đó hay một hành động gì đó nhá. Ví dụ như là yoru mitai dorama ga arimasu node 7 ji made ni ie ni kaeritai, là gì nhỉ? Tối nay thì vì là có một cái bộ phim mà tôi rất là thích xem, tôi muốn xem đúng không? Thế nên là cho đến 7 giờ, tức là cái hạn chót của cái hành động mà tôi đang đặt ra ở đây là gì nhỉ? Cho đến 7 giờ thì tôi muốn trở về nhà nhá. Hay là mình hiểu dịch đơn giản là tôi muốn trở về nhà trước 7 giờ. Đó, hay là natsu made ni yasetai desu. Các bạn nữ chúng ta đúng không? Cứ đến mùa hè là mình sẽ rất là muốn đi mặc bikini ra biển đúng không? Thì bây giờ mình đặt cái hạn chót cho mình là gì nhỉ? Tôi muốn giảm cân cho đến trước khi mùa hè đến nhá. Đấy, thì made ni ở trong cái câu này nó sẽ thể hiện một cái hạn chót, một cái giới hạn của một cái hành động, một cái việc gì đó. Và tiếp theo không biết là các bạn có nhớ cái yori không mọi người nhỉ? Yori ở trong dùng trong câu gì đấy mọi người? Đó là gì nhỉ? Nó sẽ dùng ở trong những cái câu so sánh phải không nào? So sánh thì đứng trước cái yori sẽ là cái kém hơn so với cái còn lại nhá. Ví dụ như là watashi wa imoto yori sei ga hikui, là gì nhỉ? Tôi thì thấp hơn so với em gái. Hay là Vietnam go á, Nihongo yori boin ga oi desu ne. Các bạn có biết cái từ boin là gì không? Boin là cái nguyên âm mọi người nhá, đó là tiếng Việt thì sẽ có nhiều nguyên âm hơn tiếng Nhật. Đó nhá, thì yori ở trong cái câu so sánh và cái danh từ đứng trước yori sẽ là cái kém hơn mọi người nhá. Ok chưa nào? Tiếp theo, trợ từ số 10 trong nhóm các trợ từ căn bản của sơ cấp, đó là trợ từ ngộ. Đầu tiên các bạn học từ sửa từ xưa, đó là nó sẽ nối giữa hai danh từ với nhau và mang ý nghĩa là thể hiện cái gì nhỉ? Một, đó là thể hiện sở hữu này. Kore wa watashi no smartphone desu, đây là cái điện thoại thông minh di động của tôi đúng không? Hay là Nguyên san wa Nihongo gakko no gakusei desu, bạn Nguyên là bạn gì nhỉ? Học sinh của trường Nhật ngữ chẳng hạn đúng không? Đó thì đầu tiên sẽ là cách sử dụng mà mang ý nghĩa là sở hữu, thuộc về do một người sở hữu này, hay là một cái người tổ chức nào đó này, hay là cũng là kiểu như là sở hữu trong cái gọi là mối quan hệ giữa con người với con người. Ví dụ như là gì nhỉ? Nozomi-san wa Ayako-san no imoto desu, là bạn Nozomi là em gái của gì nhỉ? Ayako, là thể hiện cái sự sở hữu trong cái mối quan hệ giữa người với người nhá. Tiếp theo thì đó sẽ là cái no mà nối giữa hai danh từ và thể hiện gọi là một cái nội dung nào đó. Ví dụ これは日本語の本です, là đây là cuốn sách về tiếng Nhật, thì các bạn sẽ hiểu là gì nhỉ? Tiếng Nhật nó là cái nội dung của cuốn sách đấy nhá. Tiếp theo, no nó sẽ thể hiện cái nơi tồn tại của một cái danh từ nào đó. Ví dụ như là 庭の花が綺麗です, đúng không?
hoa trong vườn, đúng không? Hoa của vườn tức là nơi tồn tại của hoa đấy, đúng không? Hoa trong vườn thì rất là đẹp, đúng không? Hay là đẹp nhỉ, đúng không? Kire desu ne. Ok. Tiếp tục, đó là nó sẽ thể hiện cái mục đích nhá. Ví dụ như là hiru yasumi no jikan desu là gì nhỉ? Cái thời gian để nghỉ trưa. Đó thì nó sẽ là thể hiện cái mục đích của cái thời gian đấy là để nghỉ trưa. Đó cũng là, nói chung là cùng trong một cái no, nó chỉ đơn giản là kết hợp giữa danh từ thôi, nhưng mà mình phân tích ra cho các bạn từng cái cách sử dụng gọi là rất là kỹ như vậy để bạn hiểu bản chất của cái no như thế nào nhá. Ok. Còn lại có một cách sử dụng của no mà nó sẽ hơi nâng cao một chút trong chương trình sơ cấp mà các bạn thường hay gặp khó nhá. Đó là nó sẽ được đi kèm sau những trợ từ, ví dụ như là e, trợ từ to, trợ từ kara, made. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy có thể có những cái ví dụ như sau nhá. Ví dụ như là tomodachi e no purezento katta, thì là mình đã mua một cái món quà sinh nhật gửi tặng hay là dành cho người bạn đấy, đúng không? Thì cái từ e no chỗ này nó sẽ thể hiện cái nó sẽ nối ra hai danh từ và câu nó sẽ đơn giản hơn và sẽ thể hiện là gì nhỉ? Cái món quà này là mình để tặng cho đứa bạn nhá. Địa điểm à cái hướng đến của cái món quà đấy nhá. Hay là gì nhỉ? Ví dụ như là tono đi nhá. Kore wa kazoku to no omoide no shina desu. Là đây là cái vật mà nó gọi là cái vật kỷ niệm, đúng không? Với gia đình. Ok, kazoku to no omoide. Tiếp theo một ví dụ với cả kara no đi nha. Ví dụ như là Thanh san wa Betonamu kara no ryugakusei desu. Là bạn Thanh là du học sinh đến từ Việt Nam. Kara no ryugakusei desu ne. Hay là de no này, ví dụ như là Nihon de no seikatsu wa ikaga desu ka? Cuộc sống ở Nhật Bản như thế nào? Nihon de no seikatsu. Ok chưa? À, còn cái gì đâu nhỉ? Còn made no desu ne. Ví dụ như là sotsunyo made no yonenkan wa totemo taihen deshita. Là cái khoảng thời gian là 4 năm cho đến lúc mà tốt nghiệp thì cực kỳ là vất vả. Ok chưa nào? Đó là cách sử dụng của no ở trong sơ cấp. Cả cách dùng căn bản lẫn cách dùng nâng cao thì các bạn nhớ lưu vào nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang một cái nhóm mà trong tiếng Nhật người ta gọi là toritateshi, nhưng mà mình cứ gọi đại khái là trợ từ nhá. Và đầu tiên mình sẽ cùng nhau nhớ lại cho mình ba cách sử dụng của mo. Thì cách sử dụng đầu tiên thì rất là dễ rồi, chúng ta thường hay dịch là cũng, đúng không nào? Đứng ngay sau cái danh từ đấy và thể hiện cái việc là cái danh từ này cũng thế nào đó. Ví dụ Nguyen san wa Betonam jin desu, Thanh san mo Betonam jin desu. Dễ quá rồi đúng không? Hay là nodo ga itakute atama mo itai desu, là gì nhỉ? Cổ họng tôi đau mà đầu tôi cũng đau luôn. Đó thì đơn giản, rất là đơn giản rồi. Hoặc là hôm nay nhìn trời đẹp quá mà hôm qua trời cũng đẹp, mình có thể nói là gì nhỉ? À, kyo mo itenki desu ne, là gì nhỉ? Ờ, hôm nay thời tiết cũng đẹp nhỉ, tức là hôm qua nó cũng đẹp đấy. Thì trong cái câu đầu tiên này, trong cái sử dụng đầu tiên các bạn rất là căn bản rồi, nó mang ý nghĩa là cũng nhá. Và trong phần này sẽ có một cái lưu ý nhỏ, đó là mo nó sẽ có thể đi với những cái trợ từ như là de, nhỉ, kara ne. Ví dụ như là Betonamu demo anime ga miraremasu ka? Ví dụ một cái người Nhật hỏi mình, đúng không? Ở Việt Nam các cậu thì cũng xem gì nhỉ? Cũng xem phim hoạt hình à, đúng không? Xem phim anime à. Đó, hoặc là với nimo nhá. Ví dụ như là oishiso na okashi desu ne. Watashi ni mo kudasai, là gì nhỉ? Ôi, gì đấy? Bánh kẹo trông ngon thế nhỉ, đúng không? Cho mình với. Watashi ni kudasai, đúng không? Bây giờ watashi ni mo kudasai là cho cả mình với. Đó nhá. Hay là với trợ từ karamo đi. Ví dụ như là chichi kara dake janaku haha kara mo purezento moraimashita, là không chỉ từ bố mà tôi còn nhận được quà cả từ mẹ nữa. Thế là haha kara mo desu ne. Kara thôi là chỉ là nhận được thôi, bây giờ nhận được cả từ mẹ nữa. Haha kara mo moraimashita. Đó, cách sử dụng số 2 của mo thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đi với những cái từ để hỏi, ví dụ như là dare desu ne, hay là nani, hay là doko. Thì khi mà đi với những cái trợ từ này thì mình sẽ thấy là cái câu văn nó sẽ thường là dùng ở trong những cái câu mà gì nhỉ? Trong cái câu mà nó mang ý nghĩa là phủ định nhá. Ví dụ như là kono heya ni dare mo imasen, là trong cái phòng căn phòng này không có ai cả. Hay là onaka ga itakute nani mo tabetaku nai desu. Đúng rồi, cũng là trong câu phủ định nhá. Vì đau bụng thế nên là tôi chẳng muốn ăn gì cả. Nani mo tabetaku nai desu. Đó. Hoặc là một cái câu kể đơn giản, ví dụ như là đi với ni mo hoặc là emo nhá mọi người nhá. Ví dụ như là nichiyobi wa ame datta no de mo doko ni mo hay là doko emo, các bạn dùng cái nào cũng được nhá. Ikimasen deshita. Vì chủ nhật trời mưa thế nên là tôi chẳng có đi đâu cả.
nhá, hay là tanjoubi ni dare kara mo prezento moraimasen deshita, là vào cái ngày sinh nhật tôi chẳng nhận được quà từ ai cả. Các bạn nhớ chưa? Nó đi với những cái dare, doko, vân vân như vậy thì nó đi gọi là thành một cái câu mà trong cái câu phủ định nhá, câu phủ định. Tuy nhiên trong chỗ này có một cái lưu ý nhá. Nếu mà nó đi với cái từ mà dore ấy mọi người. Ừ, dore mo oishiso. Các bạn nghe từ đấy bao giờ chưa? À, dore mo oishiso desu ne. Là gì nhỉ? Ôi trông cái nào cũng ngon nhỉ, thì trong cái câu này nó sẽ mang ý nghĩa là tất cả mọi thứ đều ngon, chứ không phải là chỉ dùng trong cái, chứ không phải là cứ đi với cả từ để hỏi là sẽ thành phủ định hết nhá mọi người nhá. Đặc biệt là cái từ dore này mọi người nhá. À, dore mo oishiso desu ne. Ok, đó, cái nào cũng ngon nhỉ. Đó là cách sử dụng số 2 của mo. Tiếp theo chúng ta đi đến với cách sử dụng số 3 của mo, đó là dùng trong những cái câu mà nó đi với một cái số lượng gì đó, và lúc này trong cái câu văn nó sẽ thể hiện cái sự cảm xúc ngạc nhiên của người nói nhá. Ví dụ như là bia 3 bông mo nonde shimaimashita. Ôi giời ơi, tôi đã uống đến tận 3 chai bia liền. Đó thì hơi một chút cái cảm xúc của người nói mọi người nhá. Hay là một cái đoạn hội thoại như này đi. Ví dụ như là bạn A với bạn B đi nhá. Ví dụ như là mainichi 12 jikan benkyou shite imasu. Ngày nào tôi cũng học 12 tiếng lận đúng không? Thế bạn kia bảo ê, 12 jikan mo? Đó, sugoi desu ne. Ôi giời ơi, tận 12 tiếng cơ á, giỏi thế nhờ. Đó nhá, thì 12 jikan mo nhấn mạnh vào như thế thì các bạn sẽ thấy đi với những cái chỉ thời gian như vậy để thể hiện cái sự, cái cảm xúc ngạc nhiên của người nói nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ trở lại căn bản của trợ từ, đó là trợ từ wa đầu tiên. Các bạn đều nhớ rồi đúng không? Đó là nó sẽ đi với cả đứng sau cái chủ thể của câu văn á. Ví dụ như là gì nhỉ? Watashi wa gakusei desu. Tôi là học sinh sinh viên. Đó nhá. Hay là watashi wa kino o gakko yasumimashita, là ngày hôm qua thì tôi đã nghỉ học. Thì trong những cái câu văn này các bạn thấy đơn giản nhất đó là nó đứng ngay sau cái chủ thể của cái câu văn đấy. À, chỗ này có một cái lưu ý nhỏ, đó là trong câu ấy thì thực ra là cái trợ từ wa này nó còn có cái ý nghĩa là nó có thể dùng thay cho trợ từ nhĩ, trợ từ o và trợ từ no. Thì lúc này khi mà nó đi với những cái danh từ thay cho cái trợ từ nhĩ, o hoặc là no này thì những cái phần đó nó sẽ chuyển về đầu câu mọi người nhá, chuyển về đầu câu để coi như làm chủ thể của câu văn đấy. Ví dụ như là o chẳng hạn sẽ là gì nhỉ? Bình thường chúng ta nói là chiketto mo kaimashita, nhưng mà lúc này nó sẽ là gì nhỉ? Chiketto wa mo kaimashita, là vé thì tôi đã mua rồi. Đó nhá. Hay là kono hon wa watashi ga kakimashita, là cái cuốn sách này tôi đã viết. Thì khi mà các bạn muốn nhấn mạnh vào cái đối tượng đấy thì các bạn cho lên trên đầu câu văn, được chưa nào? Đó nhá, thì là cách sử dụng của wa và cách sử dụng đầu tiên nó là như vậy. Cách sử dụng số 2 đó là nó sẽ dùng trong những cái câu mà thường là có hai vế câu ấy mọi người, là cái câu phức mà nó có hai vế câu và thể hiện cái sự tương phản hoặc mang cái ý nghĩa so sánh mọi người nhá. Ví dụ như là eigo wa tokui desu ga furansu go wa nigate desu. Tiếng Anh thì giỏi ấy, thế nhưng mà tiếng Pháp thì rất là kém chẳng hạn. Đó nhá. Hoặc là cũng trong một cái câu này nó không phải là cái câu phức đi, không phải là cái câu ghép đi, nhưng mà nó chỉ là một cái vế thôi. Nhưng mà mình có thể nói như sao? Ano hito wa kao wa ii desu ga. Chấm chấm ở đấy thế thôi nhá. Thì khi mà nói câu hiểu kiểu như vậy á thì mình sẽ ngầm hiểu rằng là gì nhỉ? À, còn có một cái vế sau mà mang ra so sánh nữa. Cái người đó khuôn mặt thì rất tốt thì cái vế sau có thể hiểu như là gì nhỉ? À, ví dụ như là ma seikaku wa yokunai desu, tính cách thì không được ok cho lắm. Đó thì trong những cái câu như vậy thì cái wa này nó sẽ mang cái ý nghĩa là dùng những cái câu mà thể hiện cái sự so sánh hoặc là tương phản như vậy nhá. Hoặc là một ví dụ khác là wa nó đi kèm với trợ từ đi. Đó là ví dụ như là Nihon ni wa ikimashita ga mà Chugoku ni wa itta koto ga arimasen, đúng không? Nhật thì tôi đến rồi thế nhưng mà Trung Quốc thì tôi chưa có từng đi nhá. Thì đó là hai cái sử dụng căn bản nhất của wa mọi người nhá. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ba trợ từ cuối cùng nhá. Mình sẽ nói nhanh thôi, đó là dake, shika và bakari nhé. Đầu tiên nó sẽ là dake. Thì đây sẽ là cái từ mà được dùng ở trong những cái gọi là khi mà sử dụng chúng ta nói về giới hạn, về vật này, về người này, về thời gian này hay là về số lượng này. Ví dụ như là mà biru nomimasen ka? Ừ, ja, ippai dake. Là gì nhỉ? Ừ, cậu có uống bia không? À, thế thì cho tôi một cốc nhá, đúng không? Hay là dake với cả thời gian đi. Chẳng hạn như là arubaito wa nichiyoubi dake desu kara doyoubi wa jikan ga arimasu. Là gì nhỉ? Công việc làm thêm thì chỉ có mỗi chủ nhật thôi. Thế nên là còn lại gì đấy? Còn lại thứ bảy thì sẽ có thời gian nhá. Tiếp thật nhiều ví dụ cho mọi người nhá. Ví dụ như là nemukatta node saki 30 fun dake nemashita. Là gì nhỉ? Vì tôi rất là buồn ngủ thế nên là lúc nãy tôi đã ngủ khoảng chừng 30 phút.
hay là 信じられる nó vá anata đặc là gì nhỉ? Người mà tôi có thể tin thì chỉ có cậu mà thôi. Đó, đa kệ dùng mà nghĩa là chỉ ở trong những cái câu mà mang tính chất khẳng định, giới hạn về cái số lượng hoặc là về cái đối tượng, về chất lượng như vậy nhá mọi người nhá. Hay. Tiếp theo cũng là shika mà các bạn học ở trong sơ cấp, nhưng mà nhớ này, trong sơ cấp nó sẽ đi với đằng sau là có nai, luôn luôn một cặp như vậy. Thì cái ngữ pháp này, gọi là cái ngữ pháp đi, nó sẽ thể hiện cái một cái ý nghĩa, đó là gì nhỉ? Ở ngoài cái đấy ra thì không có cái nào khác nhá, ngoài cái điều đấy ra thì không có cái điều khác. Ví dụ như sau này, testo ga owaru jikan made ato 1 phút shika nai là gì nhỉ? Chỉ còn 1 phút cho đến khi thời gian của bài thi nó kết thúc. Hay là あの人はいつも嘘しか言いません. Là gì? Cái người đó lúc nào cũng chỉ toàn nói dối thôi. Đó nha, các bạn nhớ cho câu này, shika bao giờ cũng đi với nai như vậy. Hay là簡単な漢字しか読めません. Tôi chỉ có thể đọc được những cái chữ Hán rất là đơn giản thôi nhá. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một gọi là trợ từ cuối cùng trong cái series ôn lại tất cả các trợ từ cơ bản trong sơ cấp nhé. Đó là trợ từ bakari mọi người nhá. Thì trong cái trợ từ này các bạn nhìn cho mình cái cách kết hợp mình sẽ để bên trên này nhé mọi người nhé. Còn cái ý nghĩa của nó chúng ta sẽ dịch là chỉ toàn, chỉ toàn những cái thứ mà nó gì nhỉ, nó giống nhau thôi. Ví dụ như là 肉ばかり食べないで野菜も食べて là gì nhỉ, đừng có mà chỉ ăn toàn nhá, ăn toàn thịt mà hãy ăn cả rau đi chứ nhá. Hoặc là một ví dụ với cả động từ chia thể していますđi, ví dụ như là mà おとうとは毎日ゲームばかりしています là em trai của tôi thì ngày nào cũng chỉ toàn chơi game thôi nhá. Hay hay là うちの子は毎日遊んでばかりで家のことを手伝わない là gì nhỉ, con nhà tôi thì ngày nào nó chỉ toàn chơi, nó chẳng giúp công việc nhà gì cả. Thì các bạn nhớ cho mình nhá, trong cái cách sử dụng này thì thực ra là cũng không biết là sơ cấp hay là trung cấp nữa, nhưng mà nó cũng hơi ai mai một chút. Nhưng mà mình giới thiệu luôn cho các bạn về bakari mà mang ý nghĩa là gọi là cái vai trò ngữ pháp của nó trong câu nó gần với cái cách gọi mà chúng ta gọi là trợ từ nhá. Thì đó là trợ từ cuối cùng ở trong phần này rồi mọi người ơi. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết phần chữa mất gốc thông qua 14 cái trợ từ với những cách sử dụng của nó. Và mọi người, quay những clip này cực lắm mọi người ạ. Mình đứng từ sáng, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 9 rưỡi và quay từ 8 giờ nha. Quay từ 8 giờ, ướt hết cả mồ hôi, nên là mọi người nhớ ấn like và share clip này cho mình nha, để chúng ta sẽ cùng nhau có được những clip thật là giá trị. Và đặc biệt là với các bạn mà đang cảm thấy mất gốc trong tiếng Nhật nữa, thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại nhiều ở trong những clip tiếp theo nha mọi người nhá. Các bạn nhớ ấn like và chia sẻ clip cho mình nha. Bye bye mọi người.